Mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hiện tại bây giờ mình có mặt tại đền Hùng. Đó là người đầu tiên sáng lập ra đất nước, tức là đất nước Vân Lan 4.000 năm trước. Thì đoàn của cô Hằng cũng đang ở đây, mọi người cũng chia sẻ cái clip này cho mọi người. Hiện tại bây giờ đang ở đây. Đó. Đoàn người của chị Hằng đang tới đền Hùng. Đoàn của Hằng vô quay mình hả? Đây là em Ngân mình nha, mọi người nhớ đăng ký Hello. Kênh YouTube Hà Kim Ngân dùm nha. Ủa sao máy của anh đẹp chứ nha. Tất cả mấy anh em YouTube đều đang ở đây nha mọi người. Đây là cổng đền Hùng. Đây là chữ tiếng Si Lực Đặng Anh Quân nha. Tiếng Si Lực Đặng Anh Quân đó mọi người. Ê, cô Hằng chú Dũng vô nha mọi người. Đó. Bên đây là cô Hằng. Tiếp đi em ơi. Trời Hà Nội rất lạnh mà lòng người Hà Nội thì rất ấm. Trực tiếp được anh em cứ trực tiếp thoải mái trong quá trình chị du xuân ở Điện Hùng. Chị vừa cho chị thị mà. Cơn mình cơn nhỏ không có trực tiếp được. Vẫn trực tiếp được không chị? Chuẩn luôn. Ai trực tiếp được trực tiếp đây. Ai trực tiếp được trực tiếp. Em có phỏng vấn anh Dũng nha. Ở đâu em? Cũng đứng ngoài chứ không còn có người. Chú không có chịu, ấm chú không có chịu ấy đâu. Chị thì dễ chứ, ổng không dễ đâu. Ô, đây là lần đầu tiên sư Nguyễn Phương Hằng đến đây quý vị. Đến Phú Thọ và đến Hùng, còn anh Dũng thì đã đến đây rất là nhiều. Phải nói là không có một cái ý định làm xáo trộn cộng đồng. Dạ. Nhưng mà tất cả mọi người tìm đến là vì một sự ngưỡng mộ nào đó. Dạ. Một sự thương yêu, cảm kích nào đó. Chứ còn tôi chưa bao giờ kêu gọi ai. Anh em luôn mắc bảo ai một điều gì cả. Đó là sự thật. Còn muốn biết nữa thì cứ hỏi tất cả những người họ đến đây vì động cơ nào. Ai đã khiến họ phải đi tìm Nguyễn Phương Hằng. Dạ. Thì anh em có thể phỏng vấn lòng họ thì rõ hơn. Bởi vì có nhiều người nói rằng tôi đã thuê người 200.000 một người đến để làm diễn viên. Đó là một trong những cái xúc phạm người miền Bắc mà tôi thấy là em cũng là một người miền Bắc. Người miền Nam xúc phạm người miền Bắc. Bảo là tôi ra đây tôi thuê mỗi người 200.000 để đi đến cổ vũ tôi. Đó là một cái điều phải nói là quá đáng. Không thể nói như vậy được. Vì tôi là người miền Nam, tôi không có quen biết gì anh em ở ngoài đây mà họ đến với tôi là từ cái tình thương, từ sự cảm thông và từ sự ngưỡng mộ. Chứ còn hoàn toàn là tôi không có thuê mướn ai như những lời xuyên tạc ở trên mạng. Bảo là tôi bị hất hủi, tôi bị ghẻ lộn, tôi bị đuổi xô. Chưa bao giờ có cái điều đó xảy ra bởi vì tôi chả làm gì để đuổi xô tôi. Còn nếu tôi làm điều sai thì tôi đã không vào được miền Bắc. Và nếu tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã bị bắt ở sân bay hoặc là không cho tôi bay ra đây. Rõ ràng là tôi vẫn bay ra đây và tôi chưa có một ai phiền phức đến tôi về vấn đề mà vi phạm pháp luật cũng như là một điều gì sai trái. Cho nên những cái lời vu khống xuyên tạc là hoàn toàn bị đặt. Còn ở đây quý vị cũng biết là pháp luật là nghiêm minh, nếu tôi sai thì tôi đã không có ở đây. Cho nên đừng có vu khống xuyên tạc và bảo tôi ra đây thuê người để làm cái gì. Làm cái gì nói như thế là xúc phạm người miền Bắc không được.